Radio Free Asia. Vetika nea sdap vetchiu Azi Serai. Cứ cái nạp bạc bằng đó là cái khi ban khai từ chi ở kẹt lịch các cái rong rót phía đại diện tu này ti môi thô mà xem đẹp khi đại chỉ dụ chuẩn thời tận đặc nòm có bàn tay chậm nói ní khi trong và chẹp phong đại tha không niêm dương chỉ dụ chuẩn này cái nạp bạn nhiều bái đầm bay ở dương miền ở cả ban từ châu rùm nơi không ca thưa sẽ đây xem đẹp chất chấm môi đường nẹn nhiều bài chả chả dương thử cất pi tầm lại khuôn anh thái dương từ châu rùm thưa này nhiều bái mình men tới con tay chỉ đẹp chui càng nghĩa rư có chỉ nẹp bạch chai kỳ tế rư có tới bầm ra rồi bỏ nẹp nhiều bài chà chà tế. Mình này thay dương tăng luôn thay dương từ riêng sốt, từ châu riêng sốt, hai triêm luôn bằng tò vền. Bằng tò vền là có đúng bằng thay dương thử tái ạ phì vọt luôn anh, ai tới chia mà nụ mà nẹ, chỉ dụ bởi chôn mà nẹ, đại chỉ thôn thiên mối, mình đầm lại sở mẹp cả nạp bạc đầm bấy, ai dương tới bằng tò vền. Tí pi cứ dương châu rùm sẽ ca mập hiếp, ở cục bỏ cả nạp bạc phong đáy đam bay ơi cả nạp bạc nâng vi đầm lại dương tam dạ sạc cam phiệp dương thả dương miên sạ đáy dương miên sạ mật tập hòa cả nghĩa bần tọa mau cứ dương triêm luôn chỉ sạch nơi bê đai cả nạp bạc chặt tăng ở dương tự căn đầm náy rồi tuôn tì nà muối bê nó cứ kê nâng bỏ lại cả dương hài chân miên sạm khăn á cứ nhồng nghĩa cho nhiều bên tha dụ bị chôn trong miền ở cả thì chôn rùm ở nắng cứ vì tiêm tiệt dụ bị chôn khuôn ai miền cả chôn rùm phong hai đường miền cả bắt đầu là cả pí thà đắc non cả nạ bạ phong bảo ớt miền pi đi đào tùm tâm nơi thế dụ chôn gọi miền cả đại bà bạn ớt quân bà nghĩa từ bà nhà hàng bắt đầu là cả mình lúc còn nạ nơi hàng cái lúc chôn cho mình đây chấm buộc nhóm nhóm kết tha bạn này vô bãi vì hạ được chia sẻ bàn mồi đại ngày rồi tới cứ dương đường từ không niệm dịp bồ tát dương đường từ chia rồi bỏ cho nó chơi rồi rồi bạn nào mối đại dương kết tha đặc non bất tì rồi bỏ dương bàn o đại bầm rơ đi bầm rơ chia rồi bỏ dương chấm buộc nhóm ăn miên chấm nạp làm không cả từ chùa rùm rồi bạn phật đi bản tai chấm buộc nhóm bớt sân gì nhóm tiêm tia cà chùa rùm mình cứ nhóm trong tiêm tia cà chùa rùm không cả scam một phép áp bị vặt nó bớt thế vinh nếu ưu từ họ than nó pe đài cả nạp bạn mũi cho áp nào thay chân nó pe đài cả bị vặt phun khum nơi không làm bon đài nhóm rùm này chân cứ nhóm trong chùa rùm bằng chân dục bảo mà than được không phum đại khiêm ru nư nâng chân ở ta ca áp vật phum khum nằm bò đại khiêm ru nư nâng ta cùng rong ca này ca áp vật chẳng mạch khá hơi thà ta khiêm a chu rum nung ca đo dục bom chính tịnh bàn gọt ru tha còn lông máu là hút đó khiêm vây bên này hơi cứ khiêm mặt đại bàn để chu rum mà chân dục bò thao khi áp vật phum khum nhóm cái mình cùng rong áp vật chẳng mạch hơi cua tại áp vật bẹt na hơi ta khiêm chọn bàn ấy xong bây giờ bộ đại khiêm một khiêm đại khơi thạc cột đại từ bàn để chu rum nằm bị đo dục bò thà ô cột chọn bàn nhóm cái thao vì ai pi bờ tam thì nhôm đằng cả lòng máu bờ tam phủ sa nhôm to lắm nè cứ ở đây đằng đằng tháp bê kia bị chống bê nào phong chẳng bàn hè tím mũi nhôm cái thằng ai khóa bò làm miến hay tí pí tham mau bị khôn dưới dưới ở đây ở ấp rừng sài người đầu đài chẳng đợi xa tại bê núng bờ chấm bù nhôm cứ nhôm mặt đằng mặt đằng tha nhôm miên tu này tím mũi cái nông ca tại chỗ rùm chẳng chẳng hay đầu bê kia thưa play thưa ấy máu chập bàn chập làm miên bàn nhà ngành gọi đuổi mà tha tết là nhôm luôn nơi sập hai này cho vì muốn cứ play đầy tì hay à lớn nó cứ dẹp tại cái chùa rùm cái ảnh vật cái thôi chỉ chạm xì mỏng bản tay đọc bị chạm xì mỏng nó những nhóm có đăng là cái ảnh vật bên này phụ nhóm gì phụ rộng này được hết bản tay nhóm bạn đăng tỷ bản tay nó bị cái chạm phơi chỉ xì mỏng nó nhóm có số bạc chất này tay ở đây thì chỉ bằng hai nó bên nó tư tưởng tha stealth lù phụ nó bị đại cái thôi phơi cứ thôi tại phơi vì muốn phơi đấy bản tay bị phơi máu ở stealth tỷ à lấy phơi thô chỉ sửa tay bị phơi máu cứ tắt độ hồ cho tẻ bà chẳng chỉ bằng nhát đại nhâm chập tam su cũng này thà ta rồi cả bị vọt nơi không nằm bàn đại nhâm ru nữa nè ta nhâm ban châu rùm nhâm mặt ban châu rùm sọ thì mũi bàn hạ chỉ cầm hoa nhâm đại đại nhâm mặt ban châu rùm bàn tay thì pí nhâm có số đại thà hai đấy của nhâm mặt ban đằng hai hai đấy ban chia cả bị vọt bỏ thà bá mình ban sập sai ở chia bỏ thằng ca châu rùm ở ban đằng thao khi để dừng trong bị vọt sẽ ta mình tự bỏ lại ọt phụ là bớt dần thì nhâm ban đằng bỏ miễn cứ nhâm đằng châu rùm phụ chết nhâm trong châu rùm phụ ấy đời xa tại nhâm mặt trong ao vì miễn bàn hạ nâng cả làng từ ngày khởi tiện chấm nói đi nhom chọn thời lượng vận đạn để quạt lược thầm thử tìm mũi cứ khóa bò làm miến tìm pí cứ khóa cả châu rùm nữa là xa tay dụ chôn quạt khai bịa than để châu rùm sẽ cam phiền chẳng tha châu rùm này nhiều bài đầm bay đi nhom chọn cái đi nhom chọn chìa chìm nghiệp chun tít tha dương thử nhẹ
ពាក្យថានយោបាយដោយសារគាត់យល់ច្រឡំទាំងពាក្យនយោបាយហ្នឹងនយោបាយយើងអាចថាជានយោបាយបែបគ្រួសារគឺយើងគិតគូរពីរឿងមុខរបររកស៊ីការទៅរៀនទៅសូត្រថ្លៃទឹកភ្លើងអីជួសផ្ទះអញ្ចឹងទៅមួយទៀតដែលលោកវណ្ណៈលើកឡើងគឺនយោបាយបែបសាធារណៈគឺការជួយរួមយុវជនតាមរយៈសង្គមស៊ីវិលយើងអាចទៅចូលរួមស្ដាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំប្រជុំយើងអាចចូលរួមទៅបោះឆ្នោតក្នុងនាមជាពលរដ្ឋក្នុងនាមយើងអាចទៅចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតអីឡាក់ណឡាក់ចូលរួមធ្វើអនាម័យសកម្មភាពសហគមន៍អីឡាក់ណឡាក់ណមួយទៀតបើយើងចង់ទៅកាន់អំណាចរដ្ឋយើងអាចទៅដើម្បីទៅឈោងចាប់អំណាចរដ្ឋយើងអាចទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយអានឹងគេហៅថានយោបាយបែបទៀតគេហៅថា governing politics ហ្នឹងគឺយើងខុសពី family politics ខុសពី public politics យើងទៅជាគណៈបកនយោបាយគឺគោលម្ដងយើងគឺទៅឈោងចាប់យកអំណាចរដ្ឋហើយយកអំណាចរដ្ឋហ្នឹងយកមកបំរើរាជកុំឲ្យតែយើងចាប់អំណាចរដ្ឋហ្នឹងយកមកបំរើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអានឹងជាបញ្ហាអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយុវជនយើងត្រូវញែកឲ្យដាច់ហើយការឮពាក្យថានយោបាយឬក៏សកម្មភាពគាត់ចេះតែបារម្ភថានយោបាយខ្លាចថាស្លាប់ឬខ្លាចជាប់គុកជាប់ច្បាប់ឬចោលស្រុកអីហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលគាត់អាក់អេបង្អាក់ការចូលរួមរបស់គាត់អញ្ចឹងបើយុវជនយើងចូលរួមទៅគឺថាការអភិវឌ្ឍវាទៅមុខដូចជាលោកវណ្ណៈលើកឡើងបើសិនគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងឃុំនឹងគឺអាចដឹងថាការអភិវឌ្ឍរបៀបម៉េចហើយបជាកុំឲ្យមានទឹកដក់ទឹកអីពេលដែលចាក់ផ្លូវអីឡើងហ្នឹងខ្ញុំសុំថាចំណុចហ្នឹងការពិតទៅនៅពេលដែលធ្វើផ្លូវហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចដឹងខ្ញុំអាចមើលដឹងថាព្រោះឯងនៅពេលធ្វើផ្លូវហ្នឹងគឺលូគឺអត់មានពីណាចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងហើយពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំដឹងថាច្បាស់ជាស្ទះលូហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាតើទៅរកនិយាយជាមួយអ្នកណាឬក៏អត់ដឹងថាវាអត់មានដូចថាខ្ញុំអាចថាជាសំណួរទៅលោកសិក្សានវិញដែរថាក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលថាតើចំណុចហ្នឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋឃើញបញ្ហាតើពលរដ្ឋអាចទៅកន្លែងណាឬក៏មានរបៀបណាដែលអាចផ្ដល់ជាយោបល់ផ្ដល់ជាទស្សនៈក្នុងការកែប្រែចំណុចហ្នឹងព្រោះឥឡូវទៅឱកាសឡើងហើយក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗខ្ញុំឃើញតែគាត់ល្អគ្រប់គ្នាម្នាក់ៗគាត់អឺទឹកហូរពេញចូលពេញផ្ទះអ្នកខ្លះស្ទឹកនេះស្ទឹកនោះប៉ុន្តែសួរថាតើគាត់អាចទៅកន្លែងណាដើម្បីដែលខ្ញុំនិយាយពីមុនថាខ្វះភាពកក់ក្ដៅនោះណាពេលដែលយើងមានបញ្ហាតើយើងទៅកន្លែងណាក្នុងការរកអ្នកជួយដោះស្រាយបានព្រោះដូចទៅហ្នឹងកន្លែងសម្រាប់កន្លែងខ្ញុំរស់នៅពេលខ្លះខ្ញុំអារម្មណ៍ថាតើខ្ញុំអាចទៅកន្លែងសង្កាត់ហ្នឹងអាចប្រាប់គេឲ្យដោះស្រាយបានឬអត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំនៅតែជាចម្ងល់បាទហើយបើយើងមិនសម្រេចចិត្តថាទៅតែហ្មងទីមួយខ្ញុំអត់ដឹងថាតើខ្ញុំទៅនឹងត្រូវឬអត់បើខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងទៅនិយាយអញ្ចឹងហើយថាតើវាខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចបើជាក់ស្ដែងមែនទែនទៅខ្ញុំអត់ដែរចូលសង្កាត់ក្នុងការនិយាយរឿងអភិវឌ្ឍហើយអត់ដែរដឹងថាពីគេអភិវឌ្ឍពីគេអីហ្នឹងគឺគេអត់ដែរបានយើងអត់បានចូលរួមអញ្ចឹងនៅពេលដែលអានេះបើយើងនិយាយអត់ទៅបើនិយាយពីការអភិវឌ្ឍបានថាអា process ហ្នឹងអាដំណើរការហ្នឹងវាមិនបានយើងបានមិនបានទៅពីដំបូងទេយើងមកដល់ចុងក្រោយហើយបានមានបញ្ហាហើយយើងចង់ទៅពេលខ្លះខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាតើខ្ញុំគួរចាប់ដើមនៅចំណុចណាដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់សំណួរនេះល្អខ្ញុំចេះបើយើងអត់ដឹងថាយើងត្រូវពេលដែលមានបញ្ហាយើងដឹងទៅរកណាគឺវាដូចជាយើងបោះឆ្នោតអត់ដឹងថាបោះឆ្នោតដើម្បីអីពីព្រោះនៅរាល់ឃុំសង្កាត់បោះឆ្នោតរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងនោះហើយដែលអ្នកទាំងអស់ដែលជាប់ឆ្នោតនឹងនៅទៅបំរើរាជអញ្ចឹងពេលដែលមានបញ្ហាតកតទៅនឹងរឿងការអភិវឌ្ឍអីផ្សេងផ្សេងឬបញ្ហាអនាម័យឬបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងអសន្តិសុខគ្រប់សុខហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅរកសាលាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងហើយដែលជាកន្លែងបោះឆ្នោតយើងជាតំណាងរបស់យើងយើងបោះឆ្នោតរើសពួកគាត់អញ្ចឹងបើគាត់អត់ដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យយើងទេកុំបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទៀតអាហ្នឹងដែរជាបញ្ហាវាតកតទៅនឹងអបាលកិច្ចល្អពីព្រោះអ្នកតែដឹកនាំហ្នឹងគាត់នឹងគិតគូរពីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋលើកគម្រោងក្នុងការអភិវឌ្ឍត្រូវមានដំណាភាពម៉េចត្រូវមានដាក់ដេញថ្លៃម៉េចត្រូវលើកគម្រោងផែនការអភិវឌ្ឍឃុំថាឆ្នាំនេះឆ្នាំទី1ត្រូវលើកស្ដារបលាយឬក៏លើកលូលើកអីអាហ្នឹងសុទ្ធតែជាការងាររបស់ក្រមរដ្ឋាភិបាលឃុំសង្កាត់នឹងឯងដូច្នេះយើងពលរដ្ឋគឺទៅរកហ្នឹងបើវាបញ្ហាយើងទៅរកកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ដោះស្រាយរបៀបម៉េចឲ្យគាត់ឆ្លើយតបវិញយើងបើគាត់ពង្រីកបន្តិចក៏មកឆ្លើយគាត់ទៀតអាហ្នឹងដែរជាបញ្ហាបាទបាទចិត្តត្រង់ចំណុចហ្នឹងឧបមាថាខ្ញុំបោះឆ្នោតនៅខេត្តទេតែទៅពេលកើតនៅផ្ទះខ្ញុំភ្នំពេញកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនេះអញ្ចឹងវាមិនមែនជាកន្លែងដែលខ្ញុំបោះឆ្នោតនៅហ្នឹងតែចំណុចហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធខ្ញុំគិតថាយើងកុំចាប់តែចាំបាច់ថាខ្ញុំបោះឆ្នោតនៅឃុំហ្នឹងហើយបានខ្ញុំទៅស្នើឃុំហ្នឹងបើមិនបើគាត់ឆ្លើយថាអេណែឯងបោះឆ្នោតឲ្យនៅខេត្តទេអញ្ចឹងកុំមកតវ៉ានៅនេះអាហ្នឹងវាមិនមែនរឿងត្រឹមទៅបីនេះជាពលរដ្ឋព្រោះយើងនៅបោះឆ្នោតឲ្យគាត់បាទចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាមេរៀនល្អសម្រាប់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញត្រង់ថាខ្ញុំឃើញថាបរិស្ថានក្នុងការដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍មួយថាចង់ចូលរួមឱកាសព
pe vi lia hay nung pòn miền cực cồn nưng khiom khiom cứ thắc cứ nơi khoa miền tây nơi khung đồng bằng cả lại để dừng luôn nơi rồi thay ngày nưng dừng nghĩa mà panh hà để dừng bàn chơi chơi khi cha anh vĩnh để chơi panh hà thôm thôm thân ạ chuyện vĩnh panh hà để vận nạn lớn xung bay từ panh hà khung khung mũi co chi panh hà một đại và sự nghiệp cà rô nơi chứng ở panh hà thân ạ chuyện vĩnh thắt thắt nè đại biên panh hà nưng quật cua để chọn còn chỉ bình đông nè miền bắc nhà thế là mấy miền cầm lang từ che to ba kia rồi có từ che rohat paul chỉ mùi nè can ca rót rồi có phai hồ an tra cung bị bắc nhà bị phe kia bị bòn nào mối nước lục sơn mà tam bất không rót thom nội những bàn chạy ông pi sực bị chia bờ rót để ai phải phát tam giận đầm nàng riêng và được như hai bàn kia cầm nót ở miền cà bọt chân out hai đầm nàng riêng để chọn nâng cứ quật mình men ta chia đầm nàng ri nơi mình đôi bao quát đấy cứ đầm nàng ri tu tiền bát tì chân cứ bị chia vào đầm miên pai nhá quát ai prai sứt quát tan đầm nàng ri hai khi mà cha miệt ra nơi lo thầm nỗi mũi đại kịch chay ta rồi pai nhá bập chia vào tới tại bàn lược dọc tới đỏ sài bọn đại sư thả bàn chia thả bàn rót đôi chân này cứ bớt sứt phía cứ prai tam giận đầm nàng ri phần tai bề khla đầm nàng ri dương tới prai prai tu niti bao dương phong đại có tha dương chia đầm nàng rồi bỏ chia vào rót dương mình mang chiếc đầm nàng ở chăn tẹt bảo chiếc bọt thì được chưa nè cả từ ở ở pi được chiếc bọt miền ở rong tục ấy cái thai dương từ tai từ đỏ sài chỉ được từ tua dọc sườn đồng bộ và quát cứ bị chun từ tam ở nhà thờ na đại bẹp bón đại miền sầm mặt cách trong cả đỏ sài bài nhà nó anh nói bạn ở miền một sự việc gặp vận tải đại lai sọc mai dương khi ông bị bạ đái bờ than đầm nàng đi khang bạ bị trang quát lược tới khang bạ cả nãy còn ai bơ còn chập rầm nhưng tới đấy vị trí vập thô thưa nhiều bài là sọc dướng để xa tay khi ông kết tha nẹn nhiều bài để sọc dướng mình đang thà khi mình phải đại quá đấy cả ca thưa nhiều bài đó bao phụ quát đôi chị ở sơ miên là cái nạn chết này giống ở sơ miên là cái nạn vị trí xả cái chết này giống cái chua khnía cái biên đơn này ca nhiều bài xây khnía các bàn tay cái kết phải giỏi chết chỉ thùng hai là cái nạn vị trí xả nè ri côn kế nè lược pà nhà ấy kế trời đại bằng hai nhầm nọ sải chấm này nè đại trời rong kế ri côn rong kế cháu chỉ pà nhà nó trời tại kết bị cha ná lược pà nhà bảo kế trời dọc mà đọ sải giờ mấy cầm rạch ná mùi cùng ao giờ kế lược tư admin pà nhà lược ấy là cái lóng máu cái nạp bạc trang lược pà nhà tư bằng hai nhầm nọ sải trong trời ấy khang nạp bạc can nói bài giờ tháng ạ cả tệ chẳng tư chăm lục ấy chỉ là chăm phơi chẳng đấy anh nâng cửa miền miền nhận đạo vị trí sát nhiều vị trí sát thì vì vua thom đã cái dương nhận đại miền tu sơn nạp tôi bị dương cứ chỉ ca phải chỉnh thế chẳng cái miền cầm đất mua sén cái trong ở dương đo sai bị này chết chết đặc biệt dương trai top từ vinh đòi khmien ca ở vị trà na đòi khmien ca ở đòi miền ca vinh chay lươn pe chẳng thua ở dương ricon như từ vinh mai chẳng thua ở chúng bị ăn đi chậm nào là chết đi chọt như từ vinh từ máu chẳng mà tha ca thua nhiều bài pha dương nước bị ăn miền là cái nào vị trí sát nước ăn miền là cái nào chết nhiều và xung shop prey mật màu bị khai tập bông của phom khai bạc cát thay lục su chiên và chuẩn bị số bán lục bán chuẩn bị số bông hàng shop luôn cam thì vị cá nào đang gì vậy đấy nâng năm nay dù chân mò pi cái nào tạo sự cố chết cầm tiếng lục nhạc kết nhầm bàn soi chim mồi tết lưng quất chim mồi lại vấn nạn còn khang dù chân đã thua cả khang vùng rừng ở dù chân khoai khoai bị hưởng dấu bài bà nhóm tập đoàn vận động phanh hà dù chân dương bị nứt nền lơ thiệp chặt đại nền mùi thảm nít hơn để dù chân bỏ bong ra thật xa tại cái đàn pi vận bàn được chọc bạn nhà bạn rồi do khắc mà bạn chưa bạn đục phong hay dụ chân môi chân luôn tiếp full đến nâng bánh hà cường nhiên khắc có ọt càng nhịp vừa hơi nhầm chọn bàn tầm nàng dụ chân đằng phi đã gặp phong hệ châu nông viên tất cả nợ sẽ làm gì ra đây là chỉ vì khám ấn thật ta khu vô đó là nụ xa giang nát đầm bay rồi đầm nọ xa ra dụ chân là ọt càng nhịp vừa bánh hà cường nhiên bánh hà bỏ bong ca thật xa mình bàn bảo cụ đá xong hơi lục chi vì mình nó chui bỏ xa đài đầm bay rồi dự chân miền lục ca đầm bay rồi thọt bì bánh hà còn gọi là chi sử cung bỏ dương khởi nề chụp bánh hà cường nhiên cả ọt ca nghị thư cả bỏ bong ca thật xa nâng bà xong hợp dự bỏ xong hợp cùng bà chương được hàng lộ quần ạ miền gồm nật ấy đầm bay rồi đọc xe bánh hà nâng bàn bộ cạn hướng nâng chân hành
bà bẹp bòn nâng cá bọc bòn chào các sắc xá bơ tam để cá thành kiệt bọc nhóm cứ màu pi cà ta pi tì muối cứ cà ta khuôn quất tẹt tòng than tẹt tòng cà ta khuôn quất nâng cua xá nữa phù ở nhóm thọ cá bị muối nhóm thọ thưa cá hỏi ông cá muối để bẹp bòn nâng cá ọp rụm cà ta để cốt bọc bòn chào các sắc xá đòi xa tại cốt mơ khơi pi bự giáo nâng cá ọp rụm nâng du bể đôi cốt mòn để liên trọng thản thì đọc pi cứ từ chậm lại biết đọc pi chấm hay cốt từ hiện làng tại nhà buôn chấm tiết từ mòn đầu càng ít thôi hay cốt ở bụng bờ sân chìa bụng mặt đáy cốt để những cái cốt ót túc chất tha pi để cốt liên trọng hai côn cốt liên trọng hai ban ngày thôi đó thì hay rùm xong nâng chi việc hiệp mình thu thiệt tiết chẳng cứ cốt thôi cốt ót miền bạn tập chất bạn tập chất không ca không riêng vật to chẳng cốt có sự mẹ chất hàm đầu càng ngày thôi vì bàn lời liền chiềng chúng ở anh ấy cứ chia cái ta để cả bộ bằng cả sắc xám vừa để nhầm thọp chụp bát tiền để bây để nhầm thưa cả bị mụn máu hay bệnh hà cường nhiên bệnh hà ọt càng nghiệt thừa nhưng kết tham chấm bôi dùi chốn cứ miên để khuôn dương khom để khuôn ái nhà những gì rùm muối bàn tay vậy để nẹt đọt sải thông rừng cường nhiên cứ rừng bỏ thà bị bả rồi đọt thà bả cứ chỉ nẹt để miên sầm mặt tập hiệp miên ẩm nát miên cầm láng không ca chui rồi đọt sải bàn nhà tại ngõ nằng bờ sân chia đọt thà bị bả mình ai đọt sải bàn nhà rừng cường nhiên mình ao miên chả ra cho được không bờ tê tê chẳng thọ ná ca bờ bạc cường nhiên của mình ai miên này chẳng lùi tra tại đọt thà bả chập thiên ca tăng răng chấm bù bàn nhà ca chui đô nằng ca bờ bạc cường nhiên này sọc bờ tê cầm chì dữ nằng hay chấm bù bàn nhà ở càng nghiệt phứ vi tẹt tôn nằng vẽ mà lo mà đa chi chấm liền nhưng cái tham sọc hôm ai dương lời ní ca vi đi dốt cứ miên chỉ bắt đầu bắt đầu, mình hát tôi chỉ mình sẽ bố hô huyết của miên chỉ bắt đầu bắt đầu này. Còn tại ở hôm nay giúp chôn dương đại miên chủng lý nông ca thưa ca thành ngõ nứng cứ nơi ở toàn miên này đời xa tại dương đôi chỉ ở toàn miên ở vẹt bắt đầu bắt đầu chủng lý nào bắt lọt đó giúp chôn nằm bây giờ quật miên chủng lý bắt bắt đó đôi ca nghe để quật thưa ca giảm năng thưa cái cứ quật thưa ca đôi cầm lắng thì cứ bơi cầm lắng sau tạm đồng sau bây cầm co cắt đây dương co bơi cầm lắng chơi đó này bờ cầm co chủng lý bắt bắt mình tên bây giờ cứ bỏ tê tạm đồng chắc bên ta đời xa tại cốt ăn miên ọc cả lo vẹn mà đọc đà chắc là những cái đài ở hàng cửa xuống càng nghe đại khi ông chấm bù khi ông chụp chốn ông kết hàng cửa xuống càng nghe của tại đó là rong lơ vẹn đọc đà lúc này ở chúng nên càng nghe người bạn chơi lớn đam bay và xin chỉ tu chỉ giúp ở chôn đại bộ băng mình ban điên sốt bằng phung phu và xin chỉ cốt chấp vô chúng nên cô chia chỉ vẹn mùi lo sầm mềm ca ở sầm đập vật bọc quật này bà ok 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 bạn nhà mũi đã khóa ca control khóa ca chất đã bị rị rột thả bị bà dương mơ dương thả rương bạn nhà cường nhiên à lấy ní cục vậy khám ai dương bị muốn khóa thật chứ cả lãnh cho lòng cắt à lấy ní tới cả lãnh phần lất cả lãnh cho ra cho rồi tiết hay nòm chênh rồi tiết hay bị tì krong hộ đất chân nó bọt xong cắt bọt nhộp mấy cổng miên ca chủ nhộp cường nhiên à năng để xài hay dương khuyên chập cả lõ máu nẹ nơi bị cay nóng chán tay mình tay thôm cài pin sma chẳng tay hay dương cu tập miên thiên cái tao dương lúc bấm bắt ca phải lật cái bán tới bên lên miên tao đòn là ngay hay riêng ở ca sắc xa đời xa tay cả ta chi về phiệp nâng anh khi nãy kha riêng sâu chẳng tới bưng lương mà đài phục thưa sai lụa kê lụa ấy nhưng mà đọc về chạy đòn đấy thưa sai nó bị khát ấy chẳng tới thử thần địa kia rồi ôi thức khi ở mỹ riêng tự bỏ bong cho cá tự xả nước đại sa tây dương ở ban bắt đầu ở cá ở ban spa và khi đại dụng chuẩn khoa cá quan tro pi rót thả bị bà ở miền tập cá yêu cho tự đặt lời dụng chuẩn từ ở miền cá spa và khi công cô nè thôn miền cá từ riêng nơi cày sóc ai cô nè cỏ rồi từ lôi riêng nơi trong sóc nó rộm bản phong anh đang riêng pành ha môi chuẩn luôn tiệt riêng ở cá nghe ấy nó anh đang được trong vậy bị khang đa âm chân đại sa tây dương ở ban yêu tự đặt trong cá phần riêng chuẩn lý vị trí chỉ vậy dương út tập ba tập sáu mà học chơi lại chơi anh thôi đó à kia tầm pi là về anh bạn sờ còn chơi lại mỗi đái bàn tay quân ở phía đằng nơi này thật ta cả vì này dục nông việt là biết mấy trong ca tệ thì là vì này dục đầm bầy quạt nó mà bạc cả càng nghe dương hay khi bảo rom men tên thà được pi đại bạc tìm xả xin cả một ní nạc lá kê tha vi chỉ po chơi nạc lá có chặt tóc tha vi chỉ cam đập đá xa có mình đăng bởi vô dụng chôn dương phải chôm cho nó nơi pe để bạn tìm xả xin ta tay là tha ba man triêm ấy là hai này không ca tẹt tiền nhà vi này dốt đập bay một vi này dốt đồng sọc máy bằng cao hơn ca phải lật hai phải lật cam mà co chừng niên dương đập bay chôn rùm chui nhà vi này dốt đập bay phải lật từ ao nước non trên từ bên đối với vi chỉ bàn nhà đại dương thử bạn họ còn đôi xa tè sao pe lấy lục đã lục miền pe trong cày một tí lục miền cùng đất bẹp nát đập bay ở chiết chừng đi chầm ran chừng nắng hay ở lươn chừng nắng cả vì bọn
បាទខ្ញុំគិតថាយុវជនរបស់យើងគួរតែចូលរួមឲ្យបានច្រើននៅក្នុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍប្រទេសផ្សេងៗព្រោះថាកន្លងមកដែលតាមខ្ញុំសង្កេតឃើញទាំងរួមទាំងខ្ញុំផងដែរដោយយើងអត់ស្ូវបានចាប់អារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយទេក្នុងការតារដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដែរខ្វល់ទេតែនៅពេលដែលលទ្ធផលចេញមកបានយើងចាប់ដើមរអ៊ូចាប់ដើមរអ៊ូទាំងថាអូមានបញ្ហាអញ្ចេះបញ្ហាអញ្ចឹងអ
ីការវិវត្តប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយនឹងស្វែងយល់ថាតើយើងមានទួលនីតិអីខ្លះក្នុងការចូលរួមហើយយើងគួរតែចាប់ដើមចូលរួមដើម្បីទៀមទានអ្វីដែលយើងចង់បានដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសអភិវឌ្ឍជាទៅតាមដែលបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនយើងនិងប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទបាទលោកសុសានបាទបាទខ្ញុំគ្រប់គ្រង 100% នៅប្រសាសន៍លោកភណៈប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំជាអ្នកតាមដាននយោបាយខ្ញុំប្រលោកក្នុងនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានយោបល់មួយដែរគឺដើម្បីជាតិយើងទៅមុខច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបញ្ហាសង្គមបញ្ហានយោបាយបានលូត្រាទៅអ្នកនយោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់គឺថាចាប់ផ្ដើមរួមគ្នាឲ្យចេះចាប់ដៃគ្នាធ្វើការហើយជាពិសេសគឺមានវប្បធម៌សន្តិនិននេះល្អណាស់ប៉ុន្តែត្រូវកំណត់ថាតើយើងមានសន្តិនិននឹងសន្តិនិនលើរបៀបវិរៈអីមានអចិន្ត្រៃយ៍សន្តិនិនរឿងជាតិរឿងប្រជាបរតហើយយើងត្រូវគិតថាយ៉ាងម៉េចដើម្បីលើកយកថាឥឡូវយើងជួបបញ្ហាវិស័យអប់រំលើកបញ្ហាអប់រំមកសន្តិនិនគ្នាបញ្ហាអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជនលើកនឹងយកមកដោះស្រាយបញ្ហាសុខាភិបាលលើកយកមកដោះស្រាយអាហ្នឹងហើយជាការសន្តិនិនហើយកុំឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងគាត់ចងអាឃាតគ្នាពេកគឺថាការចាញ់ឈ្នះជារឿងធម្មតាទេដូច្នេះធ្វើម៉េចគិតពីរឿងបញ្ហាជាតិដំកល់បញ្ហាជាតិជាធំទៅគឺថាអាចជាតិយើងវាអាចទៅមុខច្រើនដោះស្រាយបញ្ហារួមបាទអរគុណអរគុណបាទអរគុណលោកវិក្មិនទាំងពីរហើយអរគុណប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីអរគុណក្រុមការងារបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទវណ្ណវិចារនិងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ